Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có buổi gặp gỡ với tỷ phú Bill Gates tại Bắc Kinh vào ngày mai 16 tháng 6, theo hai nguồn thạo tin của Reuters. Đây có thể chỉ là cuộc gặp riêng giữa nhà lãnh đạo Trung Quốc với doanh nhân người Mỹ. Nguồn tin nhận định mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết cũng như nội dung trao đổi dự kiến. Trước đó, vì doanh nhân sở hữu tài sản rồng trị giá khoảng 115,4 tỷ đô la Mỹ, theo Fox, cũng đã thông báo trên mạng xã hội rằng ông mới đến Bắc Kinh để làm việc với các đối tác của quỹ Bill and Melinda Gates. Đây là chuyến đi tới Trung Quốc lần đầu tiên của vị tỷ phú 67 tuổi kể từ năm 2019. Nếu cuộc gặp diễn ra đúng như nguồn tin tiết lộ thì đây cũng là lần đầu tiên ông tập tiếp một doanh nhân tư nhân nước ngoài kể từ khi Trung Quốc bùng phát Covid-19. Hiện chính phủ Trung Quốc chưa trả lời yêu cầu bình luận về thông tin của hãng Reuters. Tỷ phú Gates rời khỏi hội đồng quản trị của Microsoft vào năm 2020 để tập trung vào các hoạt động từ thiện liên quan đến sức khỏe toàn cầu, giáo dục và biến đổi khí hậu. Thực tế, ông đã từ bỏ vai trò điều hành toàn thời gian của mình tại Microsoft từ năm 2008. Cuộc gặp gần đây nhất giữa Chủ tịch Trung Quốc và ông Bill Gates được cho là vào năm 2015, bên lề diễn đàn châu Á bát ngao tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Đầu năm 2020, ông Tập đã viết một lá thư cảm ơn ông Gates và quỹ Bill and Melinda Gates vì cam kết hỗ trợ Trung Quốc, bao gồm 5 triệu đô la Mỹ cho cuộc chiến chống lại COVID-19 của nước này. Hãng Reuters bình luận, cuộc gặp sẽ đánh dấu sự kết thúc khoảng thời gian gần 3 năm ông Tập không gặp gỡ các doanh nhân tư nhân và lãnh đạo doanh nghiệp nước ngoài trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Một số giám đốc điều hành công ty nước ngoài đã đến thăm Trung Quốc kể từ đầu năm 2023 sau khi nước này mở cửa trở lại, song họ chủ yếu gặp gỡ các bộ trưởng chính phủ. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã gặp một nhóm các giám đốc điều hành nước ngoài, bao gồm tỷ phú Tim Cook của Apple vào tháng 3. Một số nguồn tin cũng nói với Reuters rằng tỷ phú Elon Musk của Tesla đã gặp phó thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiến Tường vào tháng 5. Reuters viết thêm, các doanh nhân và doanh nghiệp nước ngoài cũng trở nên thận trọng hơn trong bối cảnh căng thẳng Trung Mỹ gia tăng và ông Tập chú trọng vào vấn đề an ninh quốc gia. Chuyến đi Bắc Kinh của ông Gates diễn ra chỉ vài ngày trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Trung Quốc Dự kiến, quan chức ngoại giao hàng đầu của Washington sẽ đến Bắc Kinh vào ngày 18 và 19 tháng 6 tới sau thời gian trì hoãn. Chuyến thăm của ông Lincoln nhằm củng cố và ổn định quan hệ chiến lược giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Được biết, trước chuyến thăm này, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã điện đàm với ông Blinken, trong đó kêu gọi Mỹ ngừng can thiệp vào công việc nội bộ và làm tổn hại đến an ninh Trung Quốc.